có vài lời chia sẻ cùng quý vị. Xin mời ông. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, tôi có mặt ở đây thì cũng là một điều khá bất ngờ. Thì tôi nhận được tin là giáo sư Phạm Minh Hoàng từ bên Pháp mà sang Philadelphia, thì tôi đã đến Philadelphia để đón giáo sư Hoàng, cũng như trước đây là tôi cũng đến Philadelphia để đón Trương Minh Nhất, là người bạn tù của tôi. Thế thì khi mà tham dự một cái buổi lễ của anh em Việt Vân ở bên Philadelphia, sau đó thì chúng tôi cùng đi xe sang đây và tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay, thì tôi cũng xin chia sẻ vài điều với quý vị là ở trong cái công cuộc mà quang phục quê hương thì rất nhiều tổ chức, rất nhiều cá nhân, mỗi người một phương cách để đóng góp vào cái sự đấu tranh dân chủ ở trong nước để cho có quê hương, có được cái sự tự do dân chủ. Thì rất nhiều đại diện hội đoàn tổ chức có mặt trong quảng trường ngày hôm nay, và chúng ta mỗi một cái hội đoàn, mỗi cái tổ chức có một cái phương cách khác nhau để đấu tranh dân chủ. Nhưng chắc chắn có một điều rằng là khi mà bị cộng sản bắt thì chúng ta đều là tù nhân của cộng sản hết. Cho nên ở trong đây chúng ta cũng thấy rằng là tôi cũng là không phải là một thành viên của Việt Tân, nhưng mà những bạn tù của tôi là Việt Tân. Vì ở trong tù chúng tôi không hỏi ai là người của tổ chức nào, nhưng mà chắc chắn rằng đã là một tù chính trị thì chúng tôi phải như tôi mong phải giữ lời hoặc hết sức ở trong tù. Như là tôi hay với phụ quân của Việt Tân cùng tổ chức của Việt Tân Tư giáo sư Phạm Minh Hoàng, tôi cũng đi tổ chức về là tôi không cùng một cái tổ chức sinh học, nhưng tôi cùng một tổ chức để tổ chức nào thì cũng được để đòi hỏi tôi có dân chủ tổ chức. Nhưng mà chắc chắn có một điều là chúng tôi là những người tù chung với nhau trong cái nhà tù của cộng sản, vì thế mà mỗi người mỗi tư cách, nhưng chúng tôi cùng giúp đỡ nhau để sớm có tự do dân chủ cho đất nước. Cũng như khi mà mới ra khỏi đất nước, chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi hoạt động trên truyền thông, chúng tôi không thuộc một cái tổ chức đảng phái chính trị nào, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả cái đảng phái chính trị, những cái tổ chức mà góp sức vào để thay đổi cái đất nước, để đất nước có tự do dân chủ. Vì vậy ngày hôm nay có mặt ở đây tham dự cái buổi tưởng niệm các anh hùng đầu tiên của tổ chức Việt Tân, thì thực ra lúc về vào nước để làm cái phong trào đầu tiên này thì chúng tôi vẫn chưa tham gia vào phong trào. Và chúng ta ở đây có những người đi trước, có những người đi sau, có những người bị tù đầy rất nhiều ở trong nhà tù cộng sản và đã vượt thoát ra ngoài này rồi. Nhưng những người đi trước bao giờ cũng thế, cái đóng góp của họ sẽ tạo ra cái cảm hứng, nó thúc đẩy những người đi sau thức tỉnh và tham gia vào phong trào. Và đến ngày hôm nay chúng ta thấy đất nước chúng ta có rất đông những cái hội đoàn, những cái tổ chức và cái lượng người tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ cũng mạnh hơn trước rất nhiều lần, và trong nước có những cái phong trào nó đã lên rất là mạnh mẽ. Thì chúng ta phải nhớ rằng như vậy, con đường ấy thì do nhiều người đi mà thành, nhưng ban đầu cũng phải có những cái người đi trước. Đó là lời của ông Đỗ Tấn Trung Quốc nói với họ. Chúng ta cũng phải là cảm ơn những người đi trước và những người đã hy sinh, thì đấy là cái đóng góp cho cái bước tiến. Mặc dù là mỗi người một cái phương cách khác nhau, vào đâu hoặc là bước vào đâu, nhưng đều đóng góp vào một cái việc là cải thiện chế độ cộng sản quê hương Việt Nam và để đem lại cái tương lai rồi mới cho đất nước. Vì vậy ngày hôm nay đến đây tôi cũng lên thắp nhang các vị, coi như là các vị là những người mà đóng góp, những người đi trước chúng tôi, mỗi người đóng góp một cách, một cái thức nhỏ khác nhau thì cũng đã là đóng góp cho quê hương đất nước. Thì càng nhiều người thì sẽ góp gió cùng bão để cho quê hương sớm được có cái thay đổi. Thì bài tôi chia sẻ tôi như vậy, xin cảm ơn quý vị.